Và buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà diện tích to, giá rẻ, ngang 4m2, sâu vào 14m, thiết kế trệt 2 lầu, sẽ có 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh, phòng giặt, phơi đồ phía đường sau. Một căn nhà rất là đẹp, rất là sang, giá bán chỉ có 4 tỷ 750 triệu đồng thôi. Căn nhà đẹp tọa lạc tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha quý vị, sát với chợ Phạm Văn Bạch luôn. Căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ riêng, diện tích đẹp, ngang 4m2, dài 14m, giá rẻ chỉ có 4 tỷ 750 thôi, vẫn còn thương lượng. Chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, bên trong thì có cửa nhôm sinh pha. Nhà mình thì đặc biệt có khoảng sân 2m cho anh chị đậu xe máy thoải mái nha. Và đây là con đường hẻm ngay trước căn nhà mình nha, hẻm rộng khoảng tầm 4m, hẻm xe hơi, xe tải ra vào thoải mái, cách trục đường chính Phạm Bạch khoảng tầm vài chục mét thôi. Đường rất là đẹp nha quý vị. Căn nhà mình hướng chính đông, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Khoảng sân 2m, độ thoải mái, xe máy phía bên ngoài. Bên trong thì có cửa nhôm sinh pha. Tường thì sẽ có cái tủ giày dép nó bảo hiểm nha. Phía trong đây sẽ là không gian phòng tiếp khách, sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa và kệ tivi. Tường ốp gạch cao lên tầm 1m2, trên thì được dán giấy và trần thạch cao, có trang trí một cái quạt trần Panasonic cực kỳ thoáng mát nha quý vị. Giá bán khá là ngon, chỉ có 4 tỷ 750 triệu đồng thôi. Căn nhà hướng đông nằm ngay tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 Gò Vấp, sát bên với chợ Phạm Văn Bạch luôn. Di chuyển vào trong đây sẽ là cầu thang và nhà vệ sinh cũng như là phòng bếp nha. Cầu thang được ốp đá kim sa đen, tay vịn cố cam xe và sử dụng lan can sắt đặc nha anh chị. Lúc rộng tầm 90. Dưới gầm cầu thang thì có nhà vệ sinh, có bồn rửa mặt. Căn nhà diện tích khá là dài luôn. Trong này có tủ bếp gỗ sồi Nga. Đấy, có khu vực đường ống chúng ta để máy giặt bên dưới này cũng được. Hoặc anh chị muốn để ra sân thượng sau cũng được. Căn nhà trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh, toilet riêng mỗi phòng. Và trang trí cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Giá bán khá là rẻ nha quý vị. Chỉ có 4 tỷ 750 triệu đồng thôi. Vẫn còn thương lượng. Một căn nhà giá rẻ, hẻm xe hơi tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 Gò Vấp. Anh chị có chú nào quan tâm đến căn nhà này chứ gọi trực tiếp về tới nhà Đạt Bá Hưng nha. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới của bên em. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ 1-2. Căn nhà có toilet riêng, được cái diện tích dài. Trên này ốp sàn gạch 80 luôn, tặng lại giường, tủ quần áo, kệ tivi, trên thì có quạt trần. Đấy. Nhà phòng ốc rất là rộng, toilet riêng luôn nha anh chị. Rèm cửa đầy đủ hết rồi. Phía ngoài thì có ban công đúc 1m2, cửa nhôm sinh pha, rèm cửa. Căn nhà khá là ok luôn. Chỉ chờ mọi người đến mua và sở hữu em nó thôi. Anh chị cô chú khách hàng nào muốn mua sở hữu căn nhà này, hãy gọi trực tiếp về tới nhà Đạt Bá Hưng nha. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới của bên em. Khu vực nhà vệ sinh thì có bồn cầu khối này. Đấy, gạch ốp cao đụng trần, quạt hút. Rất là rẻ luôn. Phía bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của chúng ta thì cũng đã được có đầy đủ giường, tủ, đầy đủ hết rồi, toilet riêng, bồn cầu khối. Đấy, quạt hút đầy đủ. Nhà có 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha anh chị. 4m2 sâu vào 14m. Anh chị khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này chứ gọi trực tiếp về tem Hưng nha. Có nhận xét gì chứ bình luận xuống dưới video, bác Hưng sẽ trả lời 24/24. Trên này là phòng ngủ số 3 và toilet số 4 nha anh chị. Có sân thượng sau. Đây, bồn cầu khối. Đấy, trên quạt hút. Gạch ốp cao đụng trần luôn. Phòng số 3 này cũng rộng. Hai phòng ngủ phía trước rất là rộng. Phòng ngủ rộng, bố trí giường 1m8 nha. Chỉ có nệm và máy lạnh. Phòng rất là to, ốp gạch 80, tường dán giấy và trang trí thạch cao ốp nhựa, khá là đẹp rồi. Với giá bán vô cùng hợp lý, vô cùng rẻ, chỉ có 4 tỷ 750 triệu đồng và vẫn còn thương lượng.
một căn nhà với diện tích dài đẹp. Phía sau đây sẽ là không gian sân thượng sau giặt phơi đồ, ốp gạch sạch sẽ. Trên thì có làm khung sắt và làm mái, có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.